Như Ý, Như Ý. Sư phụ, tại sao sư phụ cũng ở đây? Sư phụ có thể Như Ý ở đâu không sư phụ? Đang bị người ta bắt cóc, lúc cũng bị đánh ngã xuống. Cô nhận thấy Như Ý nằm ở bên cạnh con. Nhất Dương, ta thật thất vọng về ngươi. Ngươi đã hứa với ta những gì? Có còn nhớ hay không? Sư phụ, con... Con quên hết rồi chứ gì? Vì chuyện nhi nữ thường tình mà lời hứa với sư phụ đã tan biến hết rồi hay sao? Nếu như bây giờ cô gái kia chết, con cũng sẽ chết theo, có đúng không? Sư phụ, có phải ý của sư phụ là... Cô gái đó không sao. Cô ta đang được giấu trong hang động ở đằng kia. Như vậy, kẻ đánh bất tỉnh bà mẹ kế và bắt cóc Như Ý đi là... Là ta. Sư phụ, thật sự con không hiểu tại sao sư phụ lại làm vậy. Như Ý đâu có liên quan gì tới ân oán của con. Sư phụ, tại sao người lại bắt giam cổ chứ? Vì cô ta mà con đã quên hết lời thề của mình. Con không nghĩ ra sao? Dạ, con... con biết lỗi rồi, thưa sư phụ. Chỉ vì con sợ nàng gặp chuyện an nguy tới tính mạng, cho nên con... Ta thật sai lầm khi kỳ vọng vào con quá nhiều. Không ngờ chỉ vì một ả đàn bà mà một người mạnh mẽ như con lại bị xô ngã. Con trở nên yếu đuối quỷ mị như bao kẻ tầm thường khác. Con quả là làm ta thất vọng. Thưa sư phụ, con xin nhận mọi sự trừng phạt, nhưng con xin thầy hãy thả Như Ý ra. Cô ấy không có lỗi gì hết. Lỗi lớn nhất của cô ta là làm cho con phân tâm, quên đi sứ mạng của mình. Vậy thì nếu như cô ta biến mất khỏi thế gian này, chắc là con sẽ tỉnh ngộ, có đúng như vậy không? Sư phụ à, con xin sư phụ, xin người đừng nghĩ tới chuyện đó. Nàng ấy vô tội mà sư phụ. Xin người hãy thả nàng ấy ra, thưa sư phụ. Sư phụ à, người hãy thả cô ấy ra đi. Người muốn con nhảy vào sâu lưu bổng, con cũng sẽ làm ngay, thưa sư phụ. Đứng lên, đánh trả lại ta đi. Nhất Dương mà ta dạy dỗ, không thể nhu nhược như thế này. Ngươi làm cho ta quá thất vọng. Sư phụ à, lần này là lần cuối cùng, con xin sư phụ hãy thả nàng ấy ra. Con sẽ làm theo mọi yêu cầu của sư phụ. Một lần bất tín thì vạn lần bất tín. Ngươi đã phản thề một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, trừ phi ta dẹp bỏ mối hậu quả này. Sư phụ, đừng mà sư phụ, con xin người, xin người hãy thả nàng ấy ra. Như Ý không có lỗi gì hết, tất cả là do con, do con tự ý đi theo nàng ấy thôi. Sư phụ à, con sẽ lấy tánh mạng của con để đổi lấy tánh mạng của Như Ý. Ngươi có biết ngươi vừa nói gì không? Ta đã cứu sống ngươi một lần để ngươi có thể trả thù nhà, trả thù cho sư phụ. Chắc là ngươi vẫn không quên những tội ác chất chồng của tên họ Tô đó với gia đình của mình rồi chứ? Rồi những chuyện hắn đã hãm hại vợ chồng ta mà hàng đêm ta vẫn kể cho ngươi nghe, ngươi cũng quên rồi sao? Hay là ngươi cũng không còn nhớ mình đã từng quỳ trước mặt của ta, thầy sẽ trả thù chung đúng không Nhất Dương? Vậy mà chỉ vì hai chữ ái tình, ngươi đã quên sạch hết rồi. Ta thật sự không biết ái tình là gì mà khiến ngươi trở nên ngu ngốc và thảm hại như vậy. Thì là tức chết. Biết vậy năm xưa ta đã để ngươi chết như vực sâu, giữ ngươi lại chỉ uổng phí công dạy dỗ của ta mà thôi. Con biết tội của con nặng lắm, sư phụ muốn xử sao con cũng chịu, nhưng con xin sư phụ hãy cho nàng ấy một cơ hội thôi. Nàng ấy không đáng bị đối xử như vậy. Con xin sư phụ.
Người hãy thả nàng ấy đi sư phụ. Sư phụ à, sư phụ, hãy lấy tính mạng của con đổi tính mạng của nàng ấy. Sư phụ à, sư phụ. Như Ý, Như Ý à, Nhất Quỳnh, sao Quỳnh còn ở đây vậy? Ta tưởng Quỳnh đã rời xa vùng này rồi. Có chuyện gì xảy ra với Quỳnh phải không? Ta không sao, nàng yên tâm đi. Ta hứa sẽ bảo vệ nàng an toàn mà. Sư phụ, người hãy thả nàng ấy ra. Người muốn làm gì con cũng được. Con xin sư phụ. Người muốn đổi mạng của mình cho tính mạng con ả này hay sao? Không, ta không cứu ngươi cho một mục đích tâm thương như vậy. Con của nương, ta không thù ghét gì cô, nhưng vì chuyện lớn ta phải hy sinh cô. Sư phụ à, Nhất Dương, Nhất Dương, sư phụ, Nhất Dương, Nhất Dương, Nhất Dương, Nhất Dương, Nhất Dương, Quỳnh có sao không? Tại sao Quỳnh lại bất chấp tính mạng của mình như vậy hả? Em biết phải làm sao đây? Ta không thể bất trung với sư phụ, ta cũng không thể để nàng chết. Như Ý, nàng hãy đi đi. Không. Đi đi. Không. Nhất Quỳnh, Nhất Quỳnh ơi, Nhất Quỳnh, Nhất Quỳnh ơi, tỉnh lại đi, Quỳnh đừng làm em sợ mà. Có ai không cứu người với? Có ai không cứu người với? Có ai không? Nhất Quỳnh ơi, Nhất Quỳnh.